Từ ngày yêu em, anh thấy cuộc đời mình cứ như là bước sang một trang mới. Ngày nào vui, gặp em là anh thấy hạnh phúc. Nít thôi. Anh nói thật đấy, từ trước đến giờ. Anh à, giới thiệu với em, đây là anh Hoàng, là sếp của anh ấy. Chào em. Chào anh ạ. Đây là Linh, là... Biết rồi, người yêu của cậu đúng không? Vâng. Tôi đi ở ngoài vào thấy đang cúc cu. Chúng em thì mới yêu nhau thôi. Thế ra mắt bố mẹ chưa? Chưa. Em bảo là giới thiệu với anh với lại anh Thình trước, xong rồi khi nào có dịp thì giới thiệu với bố mẹ sao. Em ơi, ở đây thì cứ ăn uống gì thoải mái nhá. Vâng ạ. Ăn bên này. Vâng. Tối nay có đi sinh nhật Tuấn không? Anh có đi không? Có chứ, sao không đi được. Em định đi nhưng mà cũng chưa biết mua quà gì này. Thằng này nó khó mua quà. Khó nhỉ? Vâng. Đại gia siêu xe này, du thuyền này, mấy cái biệt thự, không biết mua quà gì. Thì đây, cái thằng nó giàu quá rồi, bây giờ em không biết là mua quà gì đây. Thôi được rồi, để tôi tính. Anh, để mua quà hộ anh nhá. Em á? Vâng, anh không tin là em mua quà được cho bạn anh à? Yên tâm đi, chắc chắn là anh sẽ thích. Thật nhá. Rồi này, cậu là hơi bị sướng ấy nhá, người yêu tâm lý như thế là gì đấy. Vâng. Thôi, thế thì nhờ Linh lo vụ quà cho thằng bạn anh nhá. Vâng ạ. Anh lên phòng ấy. Vâng. Em ơi, sao lại chia tay? Hôm qua vừa mới mặn nồng như thế, hôm nay em đòi chia tay là sao? Cái gì? Đừng gặp em nữa. Nhưng mà em phải cho anh gặp để anh biết lý do tại sao chứ. Linh! Linh! Ôi! Cậu bị làm sao đấy hả? Ngồi xuống. Này, cái này mấy chục triệu đấy, vừa mới mua xong, đập đi bây giờ lấy cái gì ra mà dùng hả? Bây giờ người yêu chia tay như thế còn thiết tha cái gì nữa. Sao lại chia tay? Hôm qua vừa thấy ngồi góc kia chim chuột với nhau, hôm nay đã chia tay là như nào? Thì em cũng không hiểu tại sao lại chia tay đấy. Tự nhiên hôm nay gọi bảo là chia tay, bảo là không hợp, với lại bảo bây giờ không được gặp nữa. Nhưng mà vấn đề ở đây là phải có chuyện gì chứ. Ai biết được có chuyện gì. Thôi, này, đứng lên. Đứng lên. Lên là cái gì? Đứng lên đi, lên, đứng lên. Dọn cái này đi, xong rồi đưa tôi đi ra gặp khách. Bỏ qua vấn đề đấy đi, không yêu người này thì yêu người khác, không hợp thì thôi. Không, nhưng mà em chỉ yêu Linh thôi. Tôi bảo cậu là cậu có nghe không? Cầm đấy. Mà thôi, để tôi cầm hộ cho. Dọn đi. Anh lên đấy. Hôm nay anh sẽ dẫn em đến một quán nữa của bạn anh. Hay à? Ôi trời ơi, đi đứng kiểu gì đây hả? Tuấn mà. Ơ kia có phải là Linh không? Anh nghĩ là quán này chắc chắn là sẽ hợp khẩu vị em. Chỉ cần anh thích là em cũng thích mà. Ôi Thái, vào nhá. Mày ra, anh để em cho này một trái. Vớ vẩn vừa đấy, bình tĩnh vào. Hóa ra là mày cướp người yêu tao đúng không? Hả? Bình tĩnh để nghe xin người ta nói đã. Tao không ngờ mày không nghe câu là con thầy vợ bạn. Hóa ra đây là lý do chia tay đúng không? Hóa ra là em quen được cái mỏ vàng này em bỏ tôi đúng không? Anh Thái, em bảo anh điên vừa thôi. Anh Tuấn, mình đi đi. Tuấn đứng lại. Anh em tôi đều rất quý ông, phục những cái việc mà ông đã làm. Nhưng mà ông mèo mả gà đồng với người yêu của em tôi như thế này là không được đâu. Sao cơ? Mèo mả gà đồng á? Ông xem lại bản thân của mình đi. Đây chẳng phải là Thái giới thiệu cho tôi à? Sao lại mèo mả gà đồng là thế nào? Giới thiệu gì? Đúng rồi, còn gì nữa? Trong hộp quà sinh nhật ông tặng tôi có ảnh của Linh, có cả quê quán, sở thích, sở ghét, số đo ba vòng và cả số điện thoại nữa. Là sao? Đó. Ý ông bảo là cậu, cậu Thái làm mối người yêu của cậu ý cho ông á? Đúng vậy, trong hộp quà sinh nhật. Chẳng phải là ông có nhà ý muốn giới thiệu Linh cho tôi à? Thấy ông có nhà ý như vậy nên tôi cũng không thể nào phũ phàng được. Tôi đã liên hệ với Linh theo số điện thoại đấy. Thế thì tôi hiểu rồi. Thực ra cái món quà mà tôi tặng ông ấy không phải là do tôi chuẩn bị đâu, mà do cái cô người yêu đáng yêu của tôi ấy đã chuẩn bị đấy.
Không ngờ tất cả đã nằm trong tính toán của cô ấy rồi. Thảo nào đến lúc mà tôi muốn kiểm tra quà thì cô ấy nhất định không có cho kiểm tra. Tất cả đã nằm trong tính toán của em rồi đúng không? Hả? Thì tại vì em thấy món quà ấy không hợp với anh mà chỉ hợp với anh Tuấn thôi. Hợp với Tuấn hay là hợp với tài sản của Tuấn hả em? Anh Tuấn ơi, đừng nghe họ nói linh tinh. Đủ rồi, anh không cần nghe em nói gì nữa cả. Anh Tuấn. Thái à, tôi xin lỗi bạn. Câu chuyện nó chỉ là vô ý thôi, nhưng mà vô tình lại làm hại bạn. Buổi sau gặp lại, tôi nhất định sẽ xin lỗi bạn đàng hoàng. Tôi đi đây. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn. Này, thế còn định chạy theo người ta nữa à? Với cái ngữ con gái như thế này ấy, có cái việc như thế này cũng may đấy. Tham tiền như thế này sau này mà chẳng may ấy, cưới nhau về khi bỏ cả chồng cả con. Đúng rồi ạ. Ôi,